4 cm. Luôn luôn phải nhìn lên chuẩn. Và một người tay phải vuông. Trời ok, đặt vuông. Đặt được trong tay này, đặt được trong tay này, đặt được trong tay đừng đặt lược quá, nó sẽ tạo ra một góc độ thừa, vênh, vẩy. Xong em quay tiếp để 4-5 phút không bao giờ coi được. Ừ, đúng rồi. Cứ 5 phút coi một lần tua không bài lật trang giống như là trang giấy vậy á. Em cầm quay nóng máy luôn. Cho sát hết cỡ lên coi sao. Chờ. Giờ cũng thêm một tí. Nên đây mình chỉ cắt thêm được kiểu nó hết rồi nè. Ừ. Còn tém chắc có. Như là hôm nay đó mình có mua đầu mới hả? Dạ. Mà mua đầu mới hả? Chứ cái này một cách tém chắc nằm như dưới. Ừ. Cắt xong tụi nó sẽ ôm như này. Cắt xong mình biết không? Tụi nó sẽ ôm. Nắn độ dài sẽ ôm. Nào lúc này thì không độ, lúc này nó sẽ có không độ của da đầu rồi này. Không độ của da đầu rồi. Thì mình sẽ nhận cho khách ngồi thẳng lên chứ không phải khách ngồi nữa nhá. Chú ý tư thế khách ngồi rất chi là quan trọng. Tư thế khách ngồi rất chi là quan trọng. Nào chia trêu thì đi ra chỗ khác nhá. Cho mọi người tập trung vào. Nào 1 cm này chia chéo này, 1 cm chia chéo. Từ đằng sau chéo về phía trước cho thẳng. Chia thẳng. Cắt nó sẽ đều. Chia lệch. Cắt nó sẽ lệch. Đường chia rất chi là quan trọng. Lúc này nó có góc độ da đầu rồi, khi mình đặt cái lược vào, nó có góc độ da đầu đi ra rồi thì mình sẽ kéo hơi ra một chút xíu. Và mình muốn nó ôm, nhấn mạnh. Và mình muốn nó ôm thì mình hơi bẻ vặn cái tay một chút xíu này. Hơi bẻ vặn cái tay một chút xíu. Và mình sẽ cắt 4 cm. Thả ra nó ôm luôn. Và chỗ này nó là góc độ của mặt đất. Vậy là đâu có hoàn toàn là da đầu đâu. Đúng rồi, đường chia bằng thì nó da đầu đều. Như đường chia chéo thì cái điểm chéo xuống thì nó là sẽ là góc độ của mặt đất. Điều tiếp. Chú ý. Và